Em xin mến chào tất cả các bác, các anh em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Với nhu cầu sử dụng máy quản lý nguồn để bảo vệ các thiết bị trong gia đình thì hôm nay em lại tiếp tục nhập về một lô máy là DBX VS1028. Đây là một mẫu quản lý nguồn cao cấp nhất hiện nay bảo vệ các thiết bị trong gia đình của các bác. Thì đây là một thiết bị nguồn gồm có 10 cổng, thì 8 cổng sau và 2 cổng trước, chân màu đồng vàng óng thôi nhé. Chân màu đồng tiếp điện rất là tốt. Đây là cái đèn sáng của nó này. Đây trên mặt hiển thị, mặt quắc rất sáng quá nhé. Đây 10 cổng sau là 8 cổng sau quá nhé, 8 cổng sau. Đấy. Cổng 1 2 3 tất cả 8 cổng sau. Nguồn điện AC tức là dòng điện xoay chiều. H220V. 220V lên 50Hz đến 60Hz các anh nhé. Đây nguồn dây điện, nguồn rất là to, lõi bằng đồng cũng rất là to và chắc chắn. Vì sao nó phải to? Vì đây là cái quản lý nguồn, dòng điện đi qua nó rất là lớn, vì vậy cái lõi nó to thì mới đảm bảo được an toàn các thiết bị trong gia đình của các bác. Thì hôm nay em nhập hàng về rất là nhiều các bác. Đây em không thể bóc hết ra được vì hàng rất là nhiều, em chỉ bóc một số mẫu để cho các bác xem. Đây hàng này, đây nữa, VS1028, tất cả là VS1028 các bác nhé. Đây thì em sẽ tiến hành lấy ra một cái, đây các bác xem này. Hàng mẫu mới 100%. Mẫu mới 100% các bác nhé. Đây các bác nhìn đây, hộp rất là bóng đẹp. Professional Power System. Em sẽ tiến hành khui hộp ra. Đây các bác nhìn xem, đầu dây điện rất là to, rất dài. Bên trong chắn xốp hay đâu. Ngoài ra bên trong nó còn sách hướng dẫn này luôn này. Sách hướng dẫn và giấy bảo hành. Giấy bảo hành có toàn tiếng Trung các bác nhé. Đây sách hướng dẫn quản lý nguồn 220V. Chúng ta bỏ vào đây. Đây xốp chắn hai đầu bảo vệ máy khi vận chuyển các bác này. Đây là con VS1028 của các bác đây. VS1028. Đây các bác nhá. Các bác nhìn lại này. Đây thì nó sẽ có tất cả, nó sẽ có 8 cái đường, các nút từ 1 đến 8. Cái nút từ 1 đến 8 này sẽ điều khiển 8 cái cổng sau các bác ạ. 8 cái cổng sau. Đây là hai cái cổng lên điện trực tiếp. Đây là cái công tắc. Đây là mặt quắc hiển thị, đây là chân USB, đường USB. Đây. Ứng với cái cổng 1 thì sẽ là công tắc 1. Cổng 2 công tắc 2, cổng 3 công tắc 3. Tương tự đến 8 công tắc. Bây giờ sẽ bật cho các bác xem. Nó sẽ tiến hành chu trình lần lượt lùi và tiến này. Em sẽ giới thiệu lại một lần nữa vì cái thực ra em đã có một clip giới thiệu rồi. Nhưng này em sẽ giới thiệu lại. Ở đây. Đây là cái đèn standby, khi có nguồn thì nó sẽ sáng và em nháy cái đèn này quá nhá. Nó sẽ nháy cái đèn này lên. Đấy. Tắt đi cái đèn này dưới này. Đấy, tắt hết luôn nhá. Đấy, em lại bật nguồn lên đấy, thì nó sẽ lên dần dần cái thiết bị bên trên. Con máy này là máy mới 100% các bác nhá. Máy mới 100% được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 12 ngày. Tất cả đều là hàng full box, mới nhập khẩu nguyên chiếc. Đây các bác xem, nhập khẩu nguyên chiếc. Máy mới hết, đây là số hotline của bên em. Đây, cái thùng này.
0919182233 của anh nhé. Đây là các bạn liên hệ của Su đấy. Thì thực ra hôm nay là hàng về em sẽ giới thiệu lại thôi. Còn cái con này em đã có clip giới thiệu rồi. Các bác thì có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp hotline được 0919182233 hoặc là số Viettel là 01689840238. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau. Xin chào các bác.